Rồi và hello xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay sẽ tiếp tục là video khui hàng nha. Và hôm nay mình về thêm 2 thùng. Và trong cái video này đặc biệt một cái là mình có thêm một cái trợ thủ đắc lực đó. Đó là cây gimbal mà hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đó. Thì trong cái video này thì mình sẽ sử dụng cây này. Nó sẽ quay video nó mượt hơn ha. Đó, các bạn xem nó gọi là đỡ, gọi là nhức con mắt hơn. Với lại là nó cũng khá là chuyên nghiệp không. Rồi, và trong hai cái thùng hàng này thì nói chung là lòng với lại nhà tắm rồi thức ăn dặm được một vài món thôi. Thì chủ yếu là lòng là nhiều các bạn. Lòng thì kỳ này mình có về thêm một mẫu lòng đại cho dành riêng cho chuột hamster bia luôn. Một tí nữa mình sẽ khui ra và review chi tiết cho các bạn xem luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái thùng bên này đi. Thùng bên này thì mình chưa có gọi là khui ra nha. Đó, còn nguyên siêu luôn. Đấy, còn nguyên siêu luôn. Còn bên này á, là mình khui ra bởi vì á, ở trong cái thùng này nó có cái bịch sâu các bạn. Nhưng mà sâu thì bị mấy con kiến nó cắn. Cho nên là nó mình phải lấy cái bịch sâu nó ra. Mình phơi nắng cho nó gọi là mấy con kiến nó chạy ra bớt. Đấy, bên trong này thì nói chung là lòng đại nè. Lòng đại với lại nhà tắm có cửa. Nhà tắm có cửa thì mình đã hết hàng cũng khá là lâu rồi nha các bạn. Đấy, nhà tắm này thì nói chung là các bạn có thể sử dụng được cho tất cả các dòng hamster nhỏ và hamster bia luôn. Bia mà bự quá thì có thể là nó hơi chật một tí nha, nhưng mà vẫn tắm được nha. Tại vì con chuột nó chui vô nó tắm rồi nó ra thôi à, chứ nó không có ngủ trong đây đâu. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái nhà này để làm nhà ngủ cho mấy con chuột luôn, cũng khá là ok. Còn nhà tắm có cửa này thì nói chung là mấy con chuột nó tắm thì nó sẽ hạn chế việc cát bay ra nha các bạn. Đấy, còn phía dưới này thì chúng ta sẽ có mẫu lồng đại không phụ kiện. Nói không phụ kiện thì nó không hẳn với bạn, nó sẽ tặng kèm cho bạn một cái bình nước chân không và một cái chén ăn cũng khá là lớn luôn á. Đó, đây có màu đen, hình như có màu đen thôi hả, hình như lồng không phụ kiện là nó chỉ có màu đen thôi các bạn. Còn phía dưới này là cái mẫu lồng mà nãy mình nói đó, nó cái lồng nó có đủ phụ kiện luôn, que bình nước luôn mà dành riêng cho hamster bia nha. Rồi các bạn nào mà nuôi hamster nhỏ mà muốn rộng ấy, có thể mua mẫu này luôn. Mẫu này thì giá nó sẽ cao một tí, trên 300.000 nha các bạn. Một tí mình sẽ ráp ra rồi mình sẽ quay và review kỹ cho các bạn xem như thế nào luôn nha. Cái mẫu này thì nói chung là nó có màu hồng nè, màu vàng, màu xanh biển đó, mình thấy sơ sơ là có những màu đó. Còn cái lồng đại kỳ này bên cung cấp người ta gửi cho mình chỉ có màu đen thôi các bạn, màu full đen nha. Bạn nào mà thích full đen á thì có thể cái ủng hộ mình. Rồi và chúng ta sẽ qua cái thùng hàng thứ hai. Đây cái thùng hàng mì bây giờ mình sẽ khui ra luôn nha. Đấy. Rồi và chúng ta sẽ qua cái thùng thứ hai. Thùng thứ hai thì trong đợt này mình lấy về lồng ngũ sắc nha các bạn. Lồng ngũ sắc thì nói chung là mình đã review rất là nhiều cái video cho các bạn xem rồi và các bạn cũng biết rồi ha. Nó cũng có bình nước, chén ăn với lại well và các bạn thích, rất là thích hợp cho những bạn nào mà tách chuột hamster. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là các bạn có thể là nuôi một bé hamster, dòng hamster nhỏ thì các bạn có thể nuôi cái mẫu này cũng rất là ok. Cái đế của nó thì nó sẽ cao hơn lồng mini nha và dẫn đến việc là các bạn có thể lót được mùng cưa rồi tất cả các loại lót chuồng luôn. Bây giờ cái gimbal của mình nó hơi bị lỗi một tí, mình tại vì mình chưa xài gành đó các bạn, cho nên nhiều khi nó bị lỗi một tí, các bạn cũng thông cảm với mình nha. Rồi thì cái mẫu này thì nói chung là rất là nhiều màu luôn nè. Đây có màu hồng nè, màu bên này màu hồng luôn, màu nâu nè, màu xanh biển nè, màu cam, màu xanh lá. Đấy, đó, nó có những cái màu cơ bản như thế. Và trong lồng thì nó sẽ tặng kèm cho các bạn một cái combo mà các bạn đã biết rồi đúng không? Đấy, combo xài cũng khá là ok nha, rất thích hợp cho một bé các bạn nuôi lâu dài. Còn các bạn nào mà muốn vận chuyển rồi đó hoặc là tách đó, thì các bạn có thể mua lồng này cũng được, giá cũng rất là rẻ thôi. Rồi các bạn nào mua hàng thì có thể inbox vào fanpage của mình giùm mình nha, mình sẽ để đường link ở phía dưới, mình sẽ báo giá luôn. Còn ngoài ra các bạn có thể mua hàng trực tiếp qua Shopee cũng được, mình cũng để đường link luôn nha. Rồi và đây là cái vòng của well lớn, well cho hamster bia nha các bạn. Đó, đây rất là nhiều bạn hỏi mình luôn mà mình lại hết hàng khá là lâu rồi và hôm nay mình mới lấy về. Đây là viên mài răng san hô viên nha. Giá hiện tại mình bán là 12.000, nếu như mà các bạn mua từ 3 viên trở lên thì mình sẽ tính giá là 11.000 một viên. Đấy, một viên xài rất là lâu, những bạn lâu lâu chuột nó mới cạp thôi chứ không có phải là ngày nào cũng cạp đâu. Đây là mấy tấm nhựa để mà gáp queo nè, thì một tí mình gáp rồi mình sẽ review kỹ hơn nha. Queo này là queo dành cho bia nha các bạn. Còn queo dành cho mấy con chuột nhỏ, dạng queo nhựa nhỏ thì mình vẫn còn luôn, giá thì nó sẽ rẻ hơn mấy đợt trước nữa, là còn 22.000 một chiếc. Rồi và nói về cái lồng mà không phụ kiện nãy mình nói á, thì nó sẽ tặng cho các bạn kèm thêm một cái chiếc ăn lớn như thế này và một cái bình nước chân không nha. Đây, một cái bình nước chân không mình thấy khá là ok luôn. Và kèm theo đó là bốn cái móc để các bạn có thể móc cái đế vào chiếc lồng, nó sẽ chắc chắn hơn nha.
đó, chứ không hẳn là nó sẽ không có cái gì kèm theo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gáp cái mẫu lồng mới này nha, và mình sẽ review kỹ cho các bạn xem luôn. Rồi và đây là cái mẫu lồng đại dành cho con hamster bia và mình mới về trong cái đợt hàng này đây. Thì kích thước bên ngoài thì nó cũng y hệt cái mẫu lồng đại không phụ kiện như các bạn, nhưng mà nó khác biệt một cái là bên trong nó có kèm theo phụ kiện cho nên là giá nó sẽ cao hơn. Rồi bây giờ mình sẽ review chi tiết hơn nữa nha. Đây là một cái nhà khá là to và phía sau của nó sẽ được cố định bằng một cái con ốc bằng nhựa lớn như thế này, các bạn có thể tháo ra khá là dễ dàng luôn, dẫn đến việc vệ sinh nhà đồ nó sẽ khá là dễ dàng hơn. Phía trên thì nó sẽ có một cái máy nhà hình kiểu ngói như thế này và các bạn có thể tháo ra luôn. Đấy, khi mà hamster mà nó có lỡ đi vệ sinh hoặc là nó ăn uống rồi nó thai ở đây á, thì các bạn có thể lấy nhà ra các bạn vệ sinh. Phía trên thì nó có một cái ống khói, giả ống khói như thế này đó cho nó đẹp vậy thôi. Đấy, cửa sổ, cửa nhỏ rồi các thứ các kiểu. Rồi bên trên thì nó sẽ có một cái lầu bằng nhựa và khá là chắc chắn luôn. Nó sẽ có một cái thành cao lên một tí như thế này để mà con hamster nó có thể tha mùng cưa lên đây cũng được. Đó. Còn phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái cọc tuột size to luôn nha các bạn. Đây mình sẽ lấy cái cam mình xuống đây cho các bạn. Ây da, cái cam mình nó lại bị lỗi rồi các bạn. Đây là cái cầu tuột hoặc là các bạn gọi là cầu thang đó. Đấy, cho những con hamster bia hoặc là hamster nhỏ cũng được nha. Đó, khá là rộng rãi luôn. Có những cái ở phía dưới này thì nó sẽ có những cái sần như thế này, cái bậc như thế này để cho con hamster bia nó bám lên lên lầu nó sẽ dễ dàng hơn. Các bạn có thể điều chỉnh được cái cầu tuột theo ý thích. Rồi và trong mẫu này thì nó sẽ tặng kèm thêm cho các bạn một chén ăn lớn nhựa mica nha các bạn. Đấy, nhựa trong mica như thế này khá là lớn luôn á. Hamster bia các bạn nuôi hai con nó ăn thoải mái cho một ngày luôn, thậm chí là một ngày rưỡi đến hai ngày luôn. Rồi về cái well á thì theo mình đánh giá cái well này nó khá là tốt. Đây mình sẽ tháo cái núm này ra cho các bạn xem nha. Nó well của nó không phải là một cái gọi là một cái lỗ nhựa không, mà nó là một cái viên mạch đạn luôn. Đây, một cái viên mạch đạn. Theo mình đánh giá thì nó sẽ khá là bền, xài nó sẽ bền hơn những cái well nhựa thường nha các bạn. Đó, một viên mạch đạn khá là to như thế này. Và chạy thì con chuột hamster nó chạy nó sẽ im hơn. Nhưng mà mình tiếc một cái là nó tặng kèm thêm một cái đồ gắn queo nè. Đấy, với lại cái núm này là một cái đồ núm dởm. Đấy, núm nhựa. Thì cái này nếu như mà hamster bia nó cắn đồ thì nó có thể là mau hư. Thì các bạn có thể dán cái núm vào cái thanh gắn luôn cho nó cố định luôn. Ây da, mình lỡ làm gớt nhưng mà không sao. Đấy, cho nó cố định luôn thì nó sẽ chắc chắn hơn. Còn về queo đồ thì mình thấy khá là ok. Đó, queo size khá là to dành cho những con hamster bia, chạy khá là ok đó các bạn. Và tiếp theo là nó sẽ tặng kèm cho các bạn một cái bình nước bi loại tốt 80ml nha các bạn. Thì đối với cái bình này thì các bạn nuôi hai con bia cho cái lồng này thì mình nghĩ là nó sẽ uống khoảng 2 đến 3 ngày. Trong mùa nóng như vậy thì vẫn đáp ứng đủ cho những cho hai con chuột hamster bia nha. Nó tặng kèm cái móc nè. Đó, và bốn cái móc để các bạn có thể móc thanh sắt vào luôn. Và cái cửa chính của nó là cái cửa khóa luôn nha, để cho con hamster bia thì các bạn đã biết rồi đó, nó rất là thích đào tẩu luôn đó. Thì cửa khóa như thế thì nó sẽ chắc chắn hơn đó, bên trong bên ngoài đồ khóa đồ cài cẩn thận hết. Phía trên lầu thì nó sẽ cũng được cố định bằng những cái con ốc thế này, ốc nhựa như thế này đó, các bạn có thể tháo ra dễ dàng để mà vệ sinh đó. Nói chung là chị em phụ nữ đồ tháo ra rất dễ dàng đó, vệ sinh lúc nào cũng được đó. Rồi thì tổng quan là nó như vậy nha. Kích thước thì bằng với kích thước của chiếc lồng đại luôn đó. Nó tặng kèm cho các bạn thêm một cái móc như thế này để các bạn có thể xe cua khi mà các bạn lỡ bị mất á, thì các bạn có thể xe cua. Đây, bình nước đồ đầy đủ nha. Và cái mẫu này thì các bạn có thể nuôi hai con hamster bia là thoải mái luôn.
đó, thoải mái luôn, thậm chí là ba con thì nó hơi chật tí, còn những dòng chuột nhỏ thì các bạn có thể nuôi có khoảng 4 con, nếu như bạn nuôi robo hoặc là dòng campbell winterwild đó, các bạn có thể nuôi 4 con vẫn thoải mái luôn, vì lầu rồi nó cũng khá là rộng các bạn. À, bên trong này thì mình có gắp sẵn hai chiếc queo size cho hamster bia nha các bạn. Đó, size cho hamster bia. Thì đây mình gắp trước hai màu nè. Ủa, một màu xanh thôi nha. Đó, và gắp trước hai chiếc để review cho các bạn xem nè. Đấy, thì queo này thì hamster bia các size luôn nha, size ú, size bé, size nhỏ, rồi béo phì, rồi ốm hay là gì đó chạy được hết luôn. Thậm chí là những con chuột mà nhầm nhỏ winterwild, campbell, robo đều chạy được hết luôn. Đó, queo nhựa thì nói chung thì nó khá là bền hơn queo gỗ nha. Còn về thức ăn dặm thì mình còn những cái món như sao, yến mạch, cây chùm thì có 5 can bịch thôi nha các bạn. À, rất là rẻ luôn, các bạn có thể ghé qua ủng hộ mình nha. Rồi bông nè, bông cúc, bông sen, rồi cấm trứng, rồi sâu lớn, sâu nhỏ, sâu ong, sâu ba gì đó, nói chung là khá là đầy đủ. Đây thức ăn 1k nè. Đó, thức ăn 1k cho mấy con chuột ăn thử nè. Đấy. Rồi phía dưới này nói chung là cũng không có nhiều, cũng không bằng nhiều, vài hôm nữa mình phải về thêm thức ăn dặm nha. Bình nước thì còn khá là đầy đủ nha các bạn, 125, 500, 80ml. Đó, bình chân không có luôn. Rồi thức ăn thì thức ăn loại 1, thức ăn loại 2 vẫn có hàng để mà cung cấp cho các bạn nuôi hamster thoải mái. Bụng cưa nén vẫn còn nha, mình để trên kho mình chưa có lấy xuống. Chén ăn rồi nè, đó. Còn đồ chơi nhà đồ gì nói chung là kỳ này nó không còn nhiều, cũng còn khá là ít. Vài hôm nữa mình gắn sắp xếp thời gian mình về thêm hàng nha các bạn. Tại đồ chơi gỗ thì cũng còn khá là ít thôi à. Lồng thì mình còn những mẫu này nha. Đó, hoàng tử lớn, hoàng tử nhỏ, rồi lồng nắp kính hai size luôn, lồng đại rồi đó, lồng mica. À, lồng mica mình không có bán các bạn mình nha. Đó. Rồi ok, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Và nói chung là hôm nay mình review xương xương vậy cho các bạn ha. Ở các bạn nào mà mua hàng rồi đó thì có thể ghé qua ủng hộ mình. Các bạn có thể liên hệ qua trang fanpage, mình sẽ để đường link ở dưới luôn. Hoặc là các bạn có thể đặt hàng trực tiếp qua Shopee, mình cũng để đường link ở dưới phần mô tả và phần bình luận luôn nha. Đấy, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn có thể ghé qua ủng hộ mình, mình có thêm một tí chi phí thôi ha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết video này nha. Và đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video này cho các bạn xem. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.